Tổ chức Y tế Thế giới ngày 10 tháng 6 kêu gọi người dân châu Âu du hành có trách nhiệm trong mùa nghỉ hè và cảnh báo châu lục này vẫn chưa qua khỏi hiểm nguy. Trong cuộc chiến chống COVID-19, dù tỷ lệ lây nhiễm sụt giảm đều đặn trong những tuần lễ gần đây, ông Hans Klok, người đứng đầu WHO ở châu Âu, tuyên bố tại một cuộc họp báo. Với việc gia tăng các cuộc tập họp xã hội, dân chúng di chuyển nhiều hơn và những lễ hội lớn, những cuộc tranh tài thể thao diễn ra trong những ngày tháng sắp tới, Tổ chức Y tế Thế giới châu Âu kêu gọi mọi người cẩn trọng. Trong hai tháng qua, số ca nhiễm COVID-19, số ca tử vong và nhập viện đã sụt giảm, tạo điều kiện cho 36 trong 53 nước trong vùng bắt đầu nới lỏng những hạn chế. Số ca nhiễm COVID-19 được báo cáo trong tuần trước là 368.000, chỉ bằng 1/5 số ca nhiễm hàng tuần lúc cao điểm vào tháng 4 năm nay, ông Klok nói. Ông Klok khuyến cáo biến thể Delta phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ rất đáng quan ngại vì lây nhiễm cao trong khi nhiều người cao tuổi vẫn chưa được bảo vệ. Với chỉ 30% dân số trong vùng được tiêm chủng liều vaccine đầu tiên thì chưa đủ để ngăn ngừa một đợt virus nữa, giới chức này cảnh báo.